Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ hai ngày 24 tháng 12. Và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 khóa 18. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ dự hội nghị Đảng ủy quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo năm 2019. Giáo dân thôn Sài Quất, xã Tỉnh Công, huyện Khói Châu đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Công ty bao bì Việt Hưng đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt việc nộp thuế. Huyện Tiên Lữ tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm cho nhiều lao động. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ 22 trao tặng huân chương lao động của Chủ tịch nước cho các đồng chí có thành tích trong công tác và gặp mặt chia tay một số đồng chí nghỉ hưu theo chế độ. Đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Sự hội nghị có đồng chí Phạm Trung Đình, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện các ban Đảng Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tại hội nghị, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ đã trao tặng huân chương lao động hạng nhất cho đồng chí Phạm Trung Đình, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trao huân chương lao động hạng nhì cho các đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18 nghỉ hưu theo chế độ là đồng chí Nguyễn Công Đán, Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Doanh, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, đồng chí Trần Năng Tuấn, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng các đồng chí Phạm Trung Đình, Đặng Ngọc Quỳnh, Nguyễn Minh Quang đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng huân chương lao động, đồng thời ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của các đồng chí trên cương vị công tác đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các đồng chí được nhận huân chương lần này tiếp tục có những đóng góp công sức trí tuệ, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh, xây dựng Hưng Yên ngày càng trở thành tỉnh giàu mạnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc các đồng chí được nghỉ hưu theo chế độ có nhiều sức khỏe, mong muốn các đồng chí bằng kinh nghiệm thực tiễn cho công tác sẽ tiếp tục tham mưu đề xuất có nhiều ý kiến đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Trung Đình cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, của Đảng và Nhà nước, bày tỏ niềm vinh dự khi được nhận huân chương lao động hạng nhất và hứa sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, tiếp tục đóng góp công sức để xây dựng quê hương. Đồng chí cũng bày tỏ sự tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hưng Yên sẽ đạt được nhiều bước phát triển mới trên mọi lĩnh vực trong thời gian tới. Đại diện các đồng chí về nghỉ hưu theo chế độ, đồng chí Nguyễn Công Đán đã cảm ơn Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức buổi gặp mặt chia tay đầy ý nghĩa, đồng thời bày tỏ trải qua nhiều năm công tác trên các cương vị khác nhau, các đồng chí đã luôn gương mẫu, phấn đấu, hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Có được kết quả đó là do luôn nhận được sự tham gia tạo điều kiện giúp đỡ của cấp ủy các cấp, Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Sáng nay, Đảng ủy quân sự tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và ra quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phó Tư lệnh Quân khu 3, Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Năm 2018, Đảng ủy quân sự tỉnh tập trung lãnh đạo chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, trong đó có nhiều kết quả nổi bật như hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân, tổ chức tốt diễn tập chỉ huy tham mưu, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, diễn tập chiến đấu phòng thủ 39 xã phường thị trấn và 10 ban ngành thuộc các huyện trên địa bàn tỉnh. Công tác chính sách hậu phương quân đội được đẩy mạnh, chi trả trợ cấp trên 6 tỷ đồng cho các đối tượng theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tích cực thực hiện đề án tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy quân sự tỉnh quán triệt thực hiện nghiêm nghị quyết chỉ thị của cấp trên, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện.
Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phó Tư lệnh Quân khu 3 đề nghị Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục tham mưu thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2019. Lực lượng vũ trang tỉnh cần duy trì nghiêm chế độ nền nếp chính quy, trực sẵn sàng chiến đấu, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước, chủ động phối hợp dự báo, nắm tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đồng thời tập trung nâng cao chất lượng công tác huấn luyện cho các lực lượng. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ nhấn mạnh, thời gian tới, lực lượng vũ trang cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong Đảng, thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội, tích cực tham gia phong trào quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, xử lý nghiêm các trường hợp chống, trốn nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật, hoàn thành việc biên tập, xuất bản và phát hành cuốn sách Tướng lĩnh Hưng Yên, thời đại Hồ Chí Minh. Chiều nay, Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 12 năm 2018, triển khai nhiệm vụ tháng 1 năm 2019. Trong tháng 12, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thông tin kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh về tình hình phát triển kinh tế xã hội. Trong tuyên truyền đã nêu được nhiều gương tập thể cá nhân điển hình ở nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, góp phần cổ vũ các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh. Trong tháng 1 năm 2019, các cơ quan báo chí trong tỉnh cần tập trung tuyên truyền công tác tuyển quân, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, cách làm hay trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế, thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh về giải tỏa công trình trái phép trên đất nông nghiệp, giải tỏa vi phạm hành lang giao thông, công trình thủy lợi, không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, vui xuân ở các địa phương với tinh thần an toàn, tiết kiệm. Chương trình thời sự xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Nhân dịp Noel năm 2018, Bộ Tham mưu Quân khu 3 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đi thăm và tặng quà chúc mừng giáo sứ Ngọc Đồng, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, giáo sứ Cao Xá, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, giáo sứ Hưng Yên, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên, giáo sứ Sài Quất, xã Thành Công, huyện Khói Châu và giáo sứ Đan Tràng, xã Hồng Vân, huyện Ân Thi. Tại các giáo sứ, Thủ trưởng Bộ Tham mưu Quân khu 3 và Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thăm hỏi và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Hội đồng giáo sứ, Ban hành giáo, các vị chức sắc của giáo xứ, đồng thời chúc các giáo xứ, giáo dân đón Noel vui tươi, lành mạnh, an lành, hạnh phúc và mong muốn đồng bào Công giáo tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết, tương thân tương ái, giúp nhau vươn lên xóa đói giảm nghèo, chấp hành thực hiện tốt những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, đoàn kết lương giáo, làm tròn bổn phận là những công dân gương mẫu trong cuộc sống và vận động giáo dân chấp hành tốt luật nghĩa vụ quân sự. Nhân dịp lễ Giáng sinh 2018, các đồng chí lãnh đạo huyện Văn Lâm đã đi thăm hỏi tặng quà cho đồng bào Công giáo tại thôn Đình Tổ, xã Đại Đồng và thôn Hướng Đạo, xã Lạc Đạo. Hiện nay trên địa bàn huyện Văn Lâm có gần 500 đồng bào Công giáo ở thôn Đình Tổ, xã Đại Đồng và thôn Hướng Đạo, xã Lạc Đạo. Trong những năm qua, bà con giáo dân của hai thôn luôn chấp hành tốt mọi đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo. Đoàn kết chung sức với địa phương thực hiện thành công cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, đồng hành cùng nhân dân trong huyện, hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018 của địa phương. Nhân dịp lễ Giáng sinh, các đồng chí lãnh đạo huyện đã tặng quà và chúc các linh mục, các vị chức sắc và bà con giáo dân đón một mùa Giáng sinh vui tươi, đầm ấm, an lành. Đồng thời mong muốn các chức sắc và bà con giáo dân tiếp tục đoàn kết, chung tay cùng huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra, góp phần thực hiện xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, sống tốt đời đẹp đạo, bà con giáo dân thôn Sài Quất, xã Thành Công, huyện Khói Châu đã đoàn kết đồng lòng cùng nhau phát triển kinh tế, thực hiện nếp sống văn minh, chung sức xây dựng nông thôn mới.
Thôn Sạch Quất có 296 hộ gia đình được công nhận là gia đình văn hóa, trong đó số hộ giáo dân chiếm gần 90%, thu nhập bình quân đầu người đạt 43 triệu đồng một người một năm, kinh tế phát triển, đời sống văn hóa tinh thần của người dân được cải thiện, 100% số trẻ em độ tuổi đi học được cấp sách tới trường, thôn không có người sinh con thứ ba. Các hộ giáo dân ở Sạch Quất đều tích cực tham gia xây dựng và thực hiện tốt hương ước, quy ước trong việc cưới, việc tang và lễ hội, không mê tín dị đoan trong hoạt động tín ngưỡng. Ngoài ra, giáo dân Sài Quất còn tích cực tham gia hoạt động trong các tổ chức như hội phụ nữ, hội người cao tuổi, hội nông dân, theo đúng quy định và ý thức xây dựng cao, tạo nhiều hình ảnh đẹp về tinh thần lương giáo đoàn kết gắn bó, giúp đỡ nhau cho cộng đồng. Chính vì vậy mà nhiều lần thôn Sài Quất được các cấp khen thưởng. Phát huy phẩm chất của bộ đội Cụ Hồ, ở tuổi 72, cựu chiến binh Hoàng Văn Trường, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn hội cựu chiến binh xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên vẫn luôn tận tụy, cần mẫn với công việc, giúp đỡ nhiều cựu chiến binh khác vươn lên làm giàu, được Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam khen thưởng. Tham gia công tác cho vay vốn và giữ nhiệm vụ là tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn hội cựu chiến binh xã Liên Phương từ năm 2004. 14 năm cần mẫn và say sưa, cựu chiến binh Hoàng Văn Trường đã giúp nhiều cựu chiến binh trên địa bàn xã tiếp cận được với nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển kinh tế. Với sự kiểm tra giám sát chặt chẽ của tổ trưởng, từ khâu vay vốn, sử dụng vốn đến việc đôn đốc nhắc nhở thực hiện đúng cam kết với ngân hàng khi được vay vốn, nên các hội viên cựu chiến binh đều có ý thức tự giác trả lãi, trả nợ đúng thời gian quy định, không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn, nợ xấu. Đến nay, tổng dư nợ hội cựu chiến binh xã Liên Phương là trên 2,2 tỷ đồng với 4 tổ tiết kiệm và vay vốn thu hút 70 hội viên với hàng chục mô hình phát triển kinh tế do cựu chiến binh làm chủ, cùng mức thu nhập trung bình từ 50 triệu đồng một năm, không còn số hộ nghèo trong hội. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Đi lên từ một cơ sở sản xuất bao bì cắt tông nhỏ, nhưng nhờ có chiến lược và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh đúng hướng, đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn bao bì Việt Hưng ở thị trấn Nhu Quỳnh, huyện Văn Lâm đã trở thành một trong những công ty sản xuất bao bì cắt tông có quy mô lớn, tiên phong trong việc ứng dụng thiết bị hiện đại, cung cấp các sản phẩm có chất lượng cao tại miền Bắc. Hiện nay, công ty trách nhiệm hữu hạn bao bì Việt Hưng đã đầu tư sản xuất bao bì toàn bộ bằng hệ thống dây chuyền hiện đại tự động hóa khép kín của châu Âu, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng xây dựng theo tiêu chuẩn từ khâu thiết kế, chế bản, in cho đến các khâu hoàn thiện sản phẩm. Do vậy, hầu hết các sản phẩm cung cấp ra thị trường đều đảm bảo chất lượng, được nhiều công ty lớn đặt hàng và xuất khẩu như hộp cắt tông bồi duplex, hộp cắt tông sóng, hộp duplex, hộp cứng, sách hướng dẫn, v.v. Với công suất trên 200 triệu sản phẩm một năm, năm 2018, công ty đã nộp thuế trên 26,5 tỷ đồng. Hiện công ty đang tạo việc làm cho trên 2.500 lao động với mức lương ổn định từ 7 đến 8 triệu đồng một người một tháng. Nhờ tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tạo môi trường thông thoáng cho doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động nên giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp huyện Tiên Lữ có mức tăng trưởng cao. Năm 2018 đạt gần 1.700 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2017. Hiện nay, huyện Tiên Lữ có 243 doanh nghiệp đã đăng ký, trong đó có 196 doanh nghiệp, hợp tác xã quy tín dụng đóng trên địa bàn huyện, đang hoạt động, giải quyết việc làm cho trên 15.000 lao động địa phương. Các doanh nghiệp đều có mức tăng trưởng ổn định, trong đó một số ngành có mức tăng trưởng cao như may mặc, giày da, chế biến rau quả. Bên cạnh đó, các cơ sở sản xuất là nghề hoạt động trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp cũng tạo việc làm cho gần 1,5 nghìn hộ gia đình với mức thu nhập bình quân từ 3 đến 5 triệu đồng một người trên tháng. Ước năm 2018, tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện Tiên Lữ đạt gần 1.700 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2017. Dù đã về đích nông thôn mới, xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang vẫn tiếp tục đầu tư hàng tỷ đồng để mở rộng, cứng hóa các tuyến đường giao thông. Trong đó đầu tư hơn 4 tỷ đồng để nâng cấp mở rộng hơn 500 mét đường trục xã, với bề rộng mặt đường từ 4 mét lên 6 mét, có rãnh thoát nước hai bên, mặt đường được phủ bê tông áp phan nhựa. Đầu tư trên 2 tỷ đồng để mở rộng gần 500 mét đường thôn Dương Hạ, với bề rộng mặt đường từ 3,5 mét lên 7 mét, có rãnh thoát nước hai bên. Mặt đường được cứng hóa bê tông. Việc đầu tư nâng cấp đường nằm trong chương trình nâng cao chất lượng các tiêu chí hạ tầng, từ đó nâng cao đời sống cho nhân dân, tạo thuận lợi cho việc giao thương hàng hóa nông sản vào dịp cuối năm.
Đến nay tất cả các đường làng ngõ xóm và trên 80% các đường ra đồng của địa phương này đều đã được cứng hóa, với độ rộng mặt đường hẹp nhất là 3m, độ dày 20cm, đảm bảo cho các xe tải lớn về chuyên chở cây cảnh trong dịp Tết. Cùng với việc mở rộng đường, các thôn còn tu sửa nâng cấp, làm mới nhiều đoạn kênh tưới nhằm chủ động cho việc canh tác. Những năm qua, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu luôn tích cực phát động các phong trào về mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Theo đó, đã có nhiều tập thể và cá nhân hưởng ứng làm cho bộ mặt thôn xóm ngày càng khởi sắc. Trong đó, điển hình có hộ gia đình ông Vũ Xuân Lịch ở thôn Tiền Phong. Những năm qua, gia đình đã ủng hộ hơn 1 tỷ đồng và các công trình của xã giúp cho địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí về nông thôn mới. Ông Lịch từng là thanh niên xung phong tham gia kháng chiến chống Mỹ. Năm 1979, ông được xuất ngũ trở về quê hương, song bản thân ông vẫn luôn tràn đầy nhiệt huyết, muốn cống hiến cho đất nước. Những năm qua, xã luôn tích cực phát động các phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới. Vì lẽ đó, ông bà cùng các con đã tích cực tham gia, cống hiến một chút sức mình cùng bà con chung tay để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới cho địa phương. Năm 2003, gia đình ông ủng hộ hơn 650 triệu đồng xây dựng trường mầm non xã, ủng hộ 200 triệu đồng vào xây dựng trường mầm non của thôn và gần 200 triệu đồng vào xây giếng làng. Năm 2010, ông quyết định đầu tư sơn lại toàn bộ ngôi trường mầm non với số tiền bỏ ra là 65 triệu đồng. Chúng tôi cái trước hết là mang theo cái bản lĩnh bộ đội Cụ Hồ, là một điều sâu sắc in đậm trong lòng chúng tôi. Khi về địa phương thì thấy nhân dân đời sống nó khó khăn thì cũng tham gia đóng góp xây dựng cho cái phong trào hoạt động để mong quê hương mình nó phát triển được mọi mặt tốt hơn. Chưa dừng lại ở đó, năm 2015, ông ủng hộ hơn 400 triệu đồng xây dựng lại đền chùa, 100 triệu đồng xây dựng lại bờ bao cho chùa, 100 triệu đồng xây dựng đền Đức Bà của xã và 350 triệu đồng xây dựng khuôn viên đình văn hóa xã. Tình hình kinh tế của địa phương những năm qua nó còn nhiều khó khăn. Thế thì cũng xuất phát từ tấm lòng ông bà cũng đã ủng hộ địa phương nhiều các cái công trình. Ví dụ như là trường mầm non này, thế rồi thì đình văn hóa này, thế rồi công trình đền nhà bà. Nói chung là rất nhiều các cái công trình ông bà và các anh con cái ông bà là đem tâm ủng hộ rất là lớn. Với phong trào xây dựng nông thôn mới, những tấm gương như gia đình ông Lịch là nhân tố tiêu biểu cần nhân rộng, bởi những đóng góp ấy có ý nghĩa đối với cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng. Cây ải và phơi đất là một giải pháp kỹ thuật ưu việt giúp tiêu diệt mầm mống do bệnh tồn lưu trên gốc rạ cũng như tàn dư của cỏ dại. Tuy nhiên hiện nay, tiến độ cây ải chuẩn bị cho vụ xuân năm 2019 ở huyện Phù Cử còn khá chậm. Theo kế hoạch, đến ngày 25 tháng 12, huyện Phù Cử phải hoàn thành việc cày ải 3.400 ha đất trồng lúa. Tuy nhiên đến thời điểm này, toàn huyện mới cày ải được 1.500 ha. Nguyên nhân là do thời tiết từ sau thu hoạch lúa mùa đến nay có nhiều ngày mưa, độ ẩm cao, ít ngày hanh khô nên nhiều diện tích chúng bị đọng nước. Nhiều diện tích đến nay đã khô ráo nhưng do ruộng nằm xen kẹt những diện tích trồng cây vụ đông nên đưa phương tiện vào cày ải gặp khó khăn. Bên cạnh đó, việc sử dụng máy cơ tưới lúc thu hoạch lúa đã tạo thành nhiều rãnh làm đọng nước trên mặt ruộng, đất bị lèn chặt nên máy kéo công suất nhỏ khó khăn trong việc cày ải. Hiện tại, huyện Phù Cử đang đẩy nhanh tiến độ cày ải, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31 tháng 12. Kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12, Liên đoàn bóng bàn tỉnh đã tổ chức giải bóng bàn các câu lạc bộ tỉnh Hưng Yên năm 2018. Tham dự giải đấu có 207 vận động viên đến từ 23 câu lạc bộ bóng bàn trong tỉnh. Các vận động viên thi đấu theo 8 nhóm tuổi và 5 nội dung gồm đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Về thể thức thi đấu, tùy từng nội dung, số lượng vận động viên đăng ký các nhóm tuổi để áp dụng theo thể thức thi đấu, theo bảng, loại trực tiếp hoặc thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Đây là giải đấu có chất lượng với sự tham dự của nhiều vận động viên có trình độ chuyên môn tốt, nhiều trận đấu có chất lượng chuyên môn cao, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp. Sau 2 ngày thi đấu nhiệt tình sôi nổi, ban tổ chức đã trao 32 huy chương vàng cho các nội dung đơn và đôi, cùng nhiều huy chương bạc, huy chương đồng cho các vận động viên đạt kết quả thi đấu tốt. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Thời sự ngày mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày trên địa bàn tỉnh, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau.
tỉnh ta có thêm trên 40.000 người được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế. Các làng nghề ở huyện Văn Lâm khẩn trương sản xuất phục vụ Tết. Tập trung bảo vệ đàn vật nuôi dịp giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.